Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Bữa nay là ngày mà mình nghĩ Night Fury sẽ rất là thích đây. Tại vì mình đã sở hữu trứng của Light Fury, carrot của Night Fury á. Giờ thì mình sẽ không có chần chờ nữa, mình sẽ tiến hành ấp trứng của Light Fury luôn ha. Rồi, giờ thì châm thêm nước nè. Night Fury hôm nay là sướng rồi nha. Có carrot luôn. Rồi. Hiện tại thì rồng Night Fury của mình thì cũng chỉ mới có cấp hình như là 60 hay sao à. Vẫn còn chưa lên full cấp ha. Nên cũng chưa có thực sự là đạt tới sức mạnh tối đa đâu. Đây. Trong tương lai mình sẽ gán tìm thêm thật là nhiều những quả trứng của Night Fury khác để mình nâng lên hai cái dạng cuối cùng, là dạng Night Fury lửa cũng như là Night Fury nước ha. Nhưng mà tiếc thay là những chuyến khám phá gần đây mình không có gặp thêm tổ của Night Fury nè. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm thêm một số công việc khác, chẳng hạn như là thay đổi đồng phục của pháp sư ha. Hổm rai thì mình mặc cái bộ đồ pháp sư hồi phục này cũng khá là lâu rồi nè. Hôm nay mình sẽ đổi gió một xíu ha. Mình sẽ tận dụng những cái magic seal này. Mình sẽ chế tạo một cái set đồ của pháp sư mới. Đây là set bình thường thôi, nó chưa có thuộc về bất kỳ cái nguyên tố nào á. Tập sự thì thường mặc cái set đồ này nè. Rồi, mình sẽ làm một cái set mới. Cái quần, rồi thêm cái ổn. Sau đó mình sẽ nâng cấp nó lên. Hiện tại thì mình đang kiểu như là tập trung vào cái phép thuật băng á. Mình thấy phép thuật băng nó khắc chế được khá là nhiều con quái cũng như là những cái con rồng luôn. Nên chắc mình sẽ ưu tiên cái bộ giáp pháp sư, ủa cái đồng phục pháp sư băng ha. Mình sẽ lấy những cái bột tinh linh băng nè, sau đó đi ra cái chỗ làm phép của mình để mình tiến hành mình nâng cấp lên luôn. Đầu tiên thì mình sẽ nâng cấp nó lên thành cái bộ đồ xịn trước ha, để giúp cho cái set đồ này nó có thêm nhiều cái chức năng hơn. Hiện tại thì với set đồ nâng cấp này, sau khi full set thì nó sẽ cho mình thêm một cái chức năng, đó chính là giảm được cái lượng mana khi dùng phép của tất cả các hệ luôn ha, khá là hay luôn. Rồi, mình sẽ nâng cấp trước đây. Sau đó thì mình sẽ ép thêm cho nó những cái nguyên tố băng để giúp cho kiểu như là set đồ này á, nó giảm được thêm cả mana của set đồ, của phép thuật băng cơ. Rất là tiện lợi ha. Rồi, cho vô. Tên tên, xong rồi. Vậy là chúng ta đã có được một cái nón của pháp sư băng rồi ha. Cái này thì nó sẽ giảm thêm được 20% mana của hệ băng nữa, tổng cộng là giảm được 40% rồi. Ui, cái này là hơi bị đã luôn đó nha. Cách thức thì mình sẽ làm tương tự đối với những bộ phận khác của cái set đồ thôi. Đó, nâng cấp lên là nhìn rất là đẹp ha. Giờ tới cái áo nè. Đấy, quá đã luôn. Tiếp theo là nâng cấp cái quần. Khi full set đồ này thì hình dạng bên ngoài nó cũng thay đổi nè, nên mình nghĩ mặc vô sẽ rất là đẹp đấy. Rồi, và cuối cùng là cái ổn thôi. Bữa nay là có đồ mới mặc đi khám phá luôn. Quá đã, quá đã. Tan tan, xong. Và bây giờ lên đồ nào. Hồi hộp quá, không biết mặc vô sẽ trông như thế nào đây. Đầu tiên là cái nón. Ồ, cái nón thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều cho lắm á. Cái áo thì khác nè. Các bạn để ý kỹ thì ở phần ngực của mình á, nó đang có một cái viên đá màu xanh kìa. Rất là to luôn á, cực kỳ đẹp luôn. Tới cái quần. Và cuối cùng là cái ổng. Đấy. Và khi mình mặc full set đồ của pháp sư băng này thì phép thuật của mình dùng nó sẽ rất là ít tốn mana ha. Đây mình sẽ thử coi. Để coi tốn một lần bao nhiêu mana nè. 2873 nè. Một lần như vậy thì sẽ tốn có 2 mana thôi. Một lần tốn có 2 mana hả? Phép thuật băng của mình bây giờ là dùng tẹt ga luôn á. Đây là phép có thể gánh tem cực mạnh á, nên mình sẽ ưu tiên dùng phép này để giết boss các thứ nè. Đó, hợp lý, hợp lý. Mới mốt mình có điều kiện hơn thì mình sẽ làm những bộ đồng phục nó chuyên dụng khác, như là thuộc hệ lửa nè, hệ sấm, hệ chiêu hồn, hệ trái đất hoặc là hệ ma pháp sư đều được á. Nhưng mà đợi đừng nào mình có điều kiện hơn cái đã. Còn giờ thì chỉ đủ nâng cấp có một bộ thôi. Quá đã luôn. Rồi, giáp rồng thì mình sẽ mặc vô đây.
Để ví dụ mà có những trận chiến căng quá thì mình sẽ mặc giáp gồng ha. Rồi, con giờ thì vô trong và kiểm tra coi trứng rồng Light Fury up tới đâu rồi. Nãy giờ làm giáp cũng lâu rồi đó. À, Light Fury up xong rồi nha. Chuẩn bị chào đón em rồng mới nè. Lấy một cái orb ra. Sau đó cho Light Fury ra ngoài thôi. Ui, Light Fury là giới tính là cái luôn nè. Đây là em rồng cái. Wow, đúng luôn nha. Trời ơi, quá đã luôn. Ten ten, đây là Light Fury của chúng ta nè. Con nhỏ nhìn rất là dễ thương á. Giờ thì mình sẽ cho ăn cái đã. Chờ mình bắt vô cái ọp trước. Mình sẽ kêu ra bên ngoài như vậy thì sẽ an toàn hơn. Để có gì ẻm bị đánh gục thì còn hồi sinh được á. Giờ mình sẽ lấy thức ăn cho rồng ra. Đâu rồi, Light Fury? Lại đây anh cho ăn nè. Ồ, dễ thương quá à. Coi ẻm chưa? Mắt màu xanh cực kỳ đẹp á. Light Fury và Night Fury ấy, cực kỳ đẹp về cái đôi mắt luôn á. Nhìn rất là kiểu như là đặc biệt luôn. Đấy, lớn lên nha. Đó, Light Fury đang ngày càng lớn kìa. Ăn cho mau lớn. Tiếp tục. Đấy, lên cấp 25 là thay đổi rõ rệt luôn. Cái phần đầu hết có cái đốm đen đen rồi. Ê ê, con rồng Red Red Dead kìa. Nhìn gì? Không cho nhìn. Rồng Light Fury của tôi không cho nhìn lén đâu. Thanh niên đó thấy Light Fury đẹp đẹp cái khoái nhìn liền. Trời ơi, ôi nó quấn gì vậy? Ôi nó tấn công cái gì vậy? Sao nó đập nhà mình? Ôi mình không cho nó nhìn rồng mình cái nó đập nhà mình kìa. Ui nó bay lại. Oh, nó tấn công Light Fury mình rồi. Trời ơi, ngươi chụp giận nhầm người rồi, khốn kiếp. Nó dám sát hại Light Fury trong khi ẻm còn rất là nhỏ luôn. Con rồng khốn kiếp, ta sẽ khô máu với ngươi luôn. Đừng tưởng ngươi bự là ta sợ nha. Gì mà vô văn quá quá à. Ý bự con cái là thiệt cái tình luôn. Đó, nó không, mình không cho nó nhìn Light Fury cái là nó tấn công mình với Light Fury luôn. Đúng là con rồng vô văn quá mà. Trời đánh chánh bữa ăn, Light Fury đang ăn mà cũng bị quýnh nữa. Thiệt cái tình á. Thứ gì á. Rồi giờ kêu ẻm ra coi. Ẻm còn 8 giây để hồi sinh hả? Ok, để mình ngủ giấc. Sáng thức dậy ra là vừa đó. Thôi không sao, để anh bù đắp cho. Ăn đi nha. Rồi 46, 47. Được 48 rồi. Đó, giờ mình sẽ kêu Night Fury ra coi. Để coi Night Fury. Úi giời. Khoái kìa. Đấy, chạy lại Night Fury kìa, thấy chưa. Gặp được cà rút cái khoái liền. Ngại ngùng nữa. Ôi nhưng mà có sự khác biệt khá là rõ luôn á. Night Fury 48 nhiêu đây. Còn Night Fury thì 60, hơn có mười mấy cấp thôi mà lại khác biệt rõ rệt về kích thước luôn á. Không biết khi nào mới cưỡi được Light Fury nữa. A few moments later. Cường hóa đồ xong các thứ rồi. Giờ thì mình sẽ qua đây để mình lục lại cái kho cũ của mình. À nó còn thịt nè. Đây rồi, còn thịt. Chiến này Light Fury ấm bụng luôn. Ơi còn xương không vậy? À còn luôn. Đây, chia ra. Sơi em ơi, đâu rồi? Đây, qua đây anh cho ăn nè. Rồi ăn đi nha. 60 rồi nè. Cho cưỡi chưa? Ồ, 60 vẫn chưa cho mình cưỡi. Vậy thì lên thêm một xíu nữa, 70. Cho anh cưỡi chưa? À, 70 cho cưỡi rồi nè. Được nha. Bữa nay cũng là một đêm trăng máu rồi nên mình không có ngủ được á. Thành thứ ra chắc bây giờ tụi mình cùng nhau đi khám phá đi ha. Bữa nay có thành viên mới nè, Light Fury. À, đi thôi. Rồi, Night Fury muốn đi chung không? Đi chung thì bay heo nghe. Không quá tệ. Mở đầu chuyến đi này mình đã có thêm sách phép mới rồi. Quá là đã luôn ha. Ghé vô đây xíu thôi mà bị quái nó dí nó quýnh quá trời luôn.
Ok, giờ thì đi tiếp thôi, Live Fury. Đi thôi. Lên được. Mục tiêu của mình hôm nay vẫn là tìm thêm trứng rồng của Night Fury nha. Tại vì mình rất là muốn sở hữu thêm bộ đôi Night Fury lửa nước á. Để mình cho Night Fury vô một cái trận chiến đầu tiên ha. Đó là trận chiến với mấy tên pháp sư này đi. Ở đây có cái chỗ rương nè. Vô. Ồ, đây là pháp sư băng nha. Không đồ, không đồ. Cũng mạnh lắm ấy. Cho Night Fury thể hiện coi. Ồ, Night Fury thể hiện coi. Nhầm hoài. Kiếm góc bắn cái đã. Ui, con nào quýnh Night Fury mình vậy? Này thì pháp sư nè. Thắng chưa? À, còn một thanh niên pháp sư băng ở đây. Kết thúc trận chiến này thôi. Hồi phục hả? Nướng luôn. Night Fury, phun lửa đi. Nướng thanh niên pháp sư này. Ồ, pháp sư băng này sống dài đấy. Định sống dài thành quyền tội hay gì? Ồ, trời ơi, con zombie này nó quýnh mình lọt xuống hố luôn rồi. Nó quýnh mình với Life Fury lên bờ xuống ruộng luôn á. Có vẻ là Life Fury không có quá mạnh về cái mạng chiến đấu nhá. Đòn đánh thì cũng ở mức tương đối thôi. Còn giờ thì mình sẽ loot trong đây coi coi. Nó lại cho mình một cái nhẫn hệ băng. Mình phát hiện ra trên đầu mình có vùng đất trên bầu trời nè. Được nha. Khá là cao luôn. Giờ mình sẽ cưỡi Life Fury bay thẳng lên trên coi. Quá trời cao luôn nè. Đảo trên trời, cái này là đảo trên trời á. Cố lên. Cố lên Life Fury. Bay lên thăm thính thử coi. Bữa nay đi gặp vùng đất trên trời luôn á. Ghê đấy. Trên đây sao nhiều pháp sư các thứ đồ vậy? Chưa để mình đáp xuống cái đó. Ở dưới cả đống pháp sư nè. Cơ. À, pháp sư thường thôi. Đợi đó, để mình đu dây qua bên kia. Mình xử thanh niên pháp sư này cho coi. Pháp sư hả? Đó, hai hit thôi. Là đánh gục liền. Ui, nhưng mà quên bữa nay là đêm trăng máu. Ôi, no. Này đêm trăng máu nên quái nhiều lắm. Không ổn rồi. Lốc xoáy băng trước. Lốc xoáy tuyết trước. Quét sạch nguyên đàn quái luôn kìa. Quá là đã luôn. Yeah. Ui, Life Fury. Từ từ. Ui, sao em lại chui vô trong trọng làm gì? Có tay luôn. Thấy vui quá, lũi vô sao vậy? Em ơi là em. Chút xíu nữa là ở trọng luôn rồi đó. Bị bà phù thủy chọi chút độc hay sao á. Life Fury mình mất máu quá trời rồi kìa. À, và trên đảo trên trời này thì còn có chỗ của vua cướp dân làng nữa. Hai chỗ vua cướp dân làng luôn. Ba chỗ luôn. What the hell? Sao nhiều chỗ vua cướp dân làng vậy? Ôi ôi, nhưng mà cao quá, xây nhà mất cái nóc rồi. Xây cái nhà mà chọi lỗi à. Để mình cho Life Fury tấn công xuống. Ôi ôi, tấn công hụt rồi. Nhắm chuẩn thôi em. Nó vua cướp dân làng hả? Đợi đấy, mình sẽ kêu Life Fury đánh bại luôn nè. Không cần mình ra tay đâu. Để Life Fury lấy lại sức cái đã. Rồi, đòn quyết định. Đòn quyết định á. Vua cướp dân làng hả? Ôi, còn một xíu máu thôi. Gần đánh bại được vua cướp dân làng rồi. Cố lên Life Fury. Một hit cuối cùng. Ui, hụt rồi. Đốt vua cướp dân làng luôn. Đốt luôn. Đấy. Life Fury đã đánh bại vua cướp dân làng rồi. Quá là dữ luôn á. Đấy, Life Fury lập chiến công liền. Còn mấy tên còn lại để mình thủ tiêu cho nhanh. Này thì bắn không? Thích bắn không? Còn con nào nữa? À, con xương núp núp hả? Mình sẽ đóng băng nó, cho nó thành cục nước đá luôn. Giờ thì mình chỉ cần lấy kho báu của vua cướp dân làng thôi. Trong đây có rất là nhiều khoáng sản á. Lần nào vô đây là về cũng mang cái đống khoáng sản hết á. Rất là thích luôn. Ở đây nó có một cái ụ này. Cái ụ này nhiều khả năng cũng là tổ rồng ấy không rồi đâu. Phải không? Ồ, nó không phải tổ rồng. Nó là một cái dungeon nhỏ thôi. Vô. Kiểm tra thử. Đập cái này ra. Có quái không? Ồ, có xương quá trời, có đất xương luôn. Không cho nó đụng vô mình đâu. Chặn lại điện. Đâu có dễ mà đụng vô mình. Rồi, bay qua đó.
Để mình dùng cái phép đu dây bay qua. Ui, mình lọt xuống tầng dưới luôn rồi. Từ từ để mình quét sạch bọn quái này cái đó. Từ 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 từ. Hơi căng thẳng, hơi căng thẳng. Cũng nhiều quái phết đấy. Mình phải đạp làm spawn trước khi bọn chúng xuất hiện lại thêm một lần nữa ha. Rồi, và bọn chúng rơi ra khá là nhiều sách phép cho mình luôn này. Một quyển cấp apprentice mới. Hai quyển luôn. Vậy là chuyến đi này mình đã có thêm được 3 quyển rồi đó. 3 quyển sách mới thôi. Quá tuyệt vời. Dưới này còn có rương. À còn một con xương còn sống sót nè. Thủ tiêu liền. Trong rương thì cho mình một quyển sách nâng cấp lên cấp Advanced. Hết rồi. Còn nhiêu mấy cái đồ lặt vặt thôi. Ồ cái chậu này có cái thuốc gì nè. Thuốc Recon. Ôi thuốc đi đâu ấy. Ui lọ nước. Cái thuốc này mình để mình chọi thử coi coi nó công dụng gì. Mình sẽ được hiệu ứng tên là Recon ha. Không biết hiệu ứng này có công dụng gì không ha. Tò mò ghê á. Rồi giờ thì ra ngoài thôi. Sơ bộ nó chỉ có vậy. Cái bên này là tổ của có rồng rác ha. Ê ở đây có con nhện nhỏ nè. Ê bây giờ mình sẽ thử làm một cái thí nghiệm nha. Ví dụ con nhện nhỏ này mà mình dùng cái phép thu nhỏ của mình nữa thì sẽ như thế nào nhờ. Thử nè. Trời đất ơi. Ôi. À mình hiểu rồi. Cái thuốc Recon đó chính là cái thuốc giúp mình trở lại cái nơi mà mình dùng lọ thuốc ha. Trời đất ơi. Ra là vậy. Và con nhện nhỏ này nó đã trở thành con nhện siêu nhỏ rồi. Nó có nửa trái tim thôi. Tức là một máu ấy. Ơ nó bự lên nè. Thôi nhỏ ship nhỏ tiếp đi. Trời đất ơi con nhện này không nhìn kỹ là không có thấy luôn á. Gà con nè. Gà con cho thành gà tí hon luôn. Hay thiệt á. Thôi nghịch trên đảo trên trời được cũng được một ngày rồi. Chắc giờ mình sẽ đi xuống dưới mặt đất để còn đi khám phá tiếp nữa. Nãy giờ đi không có gặp thêm trứng rồng. Ê ê Lifery. Ui trời tưởng đâu lọt dưới chứ. Bậy rồi lọt dưới là bậy rồi. Đây mình sẽ chơi trò mạo hiểm nè, nhảy nè. Nhảy xong cưỡi lên Lifery liền. Ui gì ấy. May mắn thiệt. Mình đã gặp thêm một cái tổ rồng mới rồi. Và đây là tổ của rồng Storm Falcon. Quá đã luôn. Yeah. Có thêm một em rồng trong bộ ba Falcon rồi. Hiện tại ở nhà mình đã có Fully Falcon. Bây giờ có thêm Storm Falcon nữa. Vậy là chúng ta còn thiếu một em Falcon cuối cùng là. Để mình coi coi. Đó chính là Blaze Falcon ha. Wow wow wow. Vậy là cần đủ thêm một bộ ba rồng nữa. Quá dữ luôn. Nhiều khi mình hên hên á. Mình đi trong cái cánh rừng này mình lại gặp thêm tổ của Blaze luôn ấy. Không đùa đâu. Bữa nay cảm giác mình hơi bị may mắn đấy. Đi tiếp thôi. Ừ, ở đây nó có cái ụ nè. Cái ụ này có phải là tổ rồng không? À nó chỉ là một cái gò đất bình thường thôi. Cỡ gầy hơi đa nghi ha. Gặp cái nào cũng nghĩ là cái tổ rồng hết trơn á. Giờ chúng ta đã băng qua cánh rừng rồi. Giờ lại tới vùng hoang mạc rồi. Mà dù dùng hoang mạc này thì phải cẩn thận nha. Có rất là nhiều con gà chơi đồ á. Lạng quạng là nó cho mình xây xả mặt mày như chơi. Đã là pháp sư băng thì mình phải chiến đấu với nữ hoàng băng giá nha. Để coi coi băng nào mạnh hơn. Băng của pháp sư hay là băng của nữ hoàng sẽ mạnh ha. Thành thử ra mình sẽ trở lại thế giới cánh rừng hoàng hôn này. Mình sẽ tìm chỗ của nữ hoàng băng giá. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải đánh đệ của nữ hoàng băng giá cái đã. Người bảo vệ cái vùng đất ở bên ngoài. Lãnh địa của nữ hoàng. Đó chính là những cái con. Cái con đó tên gì ta? Quên mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ tìm nó để chúng ta sẵn nhớ lại cái tên luôn ha. Con đó nó sẽ nằm ở trước mặt mình nè. Đây 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 tới luôn tới luôn. Phanh 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 lại. Đây rồi. Tới công chuyện nữa. Vô. Để cho mình sẽ cho Life Fury mình ở ngoài cà khịa trước ha. À đây là những cái con Yeti đúng rồi. Những con Yeti ha. Cho Life Fury tấn công vô trọng đi. Ô nhưng mà con Yeti chùm chưa có xuất hiện. Để mình cho Life Fury ở ngoài đi. Trọng đông quá. Mình sợ Life Fury sẽ bị ốp sọt ấy.
Rồi, giờ thì mình sẽ hút hết bọn chúng vô trong cái chỗ này. Alpha Yeti hả? Alpha Yeti hả? Nó đang nhảy cựng lên kìa. Ôi mà trong đây hơi tối nha. Trong đây tối thui à. Chịu khó một xíu, mình sẽ tiếp tục cho nó vô cái lốc xoáy tuyết của mình ha. Nó nhảy dựng lên kìa, mình chỉ xài đúng một phép này thôi là có thể. Ô, nó dùng tuyệt chiêu cuối. Ui da, ai da, đau vậy. Con này cũng mạnh phết đấy. Đừng để cho nó áp sát quá nha. Chắc mình sẽ cho Phượng Hoàng nướng nó thôi. Và kết thúc trận chiến này thôi nào. Ôi nó đóng băng Phượng Hoàng mình luôn rồi. Wow. Con này cũng thuộc dạng khủng đấy. Kết thúc thôi. Ui. Phượng Hoàng lửa mà nó dám đóng băng luôn mà. Ghê thế. Nhưng không sao, mình cũng đã đánh bại được con Alpha Yeti nó rồi. Thôi trận chiến này suýt nữa là thì hơi căng rồi đó. Rồi, và khi đánh bại được cái con Alpha Yeti đó, mình đã mở đường để vô lãnh địa của nữ hoàng được rồi. Giờ trước khi đi tiếp thì để mình kêu Life Fury xuống để mình chữa thương cái đó. Tới luôn. Vô, bay lên đỉnh nào Life Fury. Bữa nay thì có vẻ Life Fury đi cùng mình khá là nhiều nơi rồi ha. Từ thế giới thường cho tới thế giới cánh rừng hoàng hôn luôn. Nay có dịp về cưỡi ẻm đi ha. Mai mốt mình còn nhiều rồng nữa. Tại vì mình kiểu mình cưỡi Seiko á. Mỗi em thì mình sẽ dẫn đi trong vài chuyến khám phá vậy á. Để không thôi có em sẽ không được đi thì tội nghiệp. Rồi, ánh sáng rồi, mình thấy ánh sáng rồi. Đây chính là chỗ của nữ hoàng. À, nữ hoàng hả? Mình sẽ cho nữ hoàng biết thương như thế nào là lốc xoáy tuyết lợi hại của mình. Ôi nhưng mà nữ hoàng ở cao quá nên lốc xoáy tuyết không thể hút nữ hoàng nổi. Cố lên Phượng Hoàng lửa. Cố lên, mình kêu hai Phượng Hoàng lửa ra luôn. Ôi có vẻ ngọn lửa của Phượng Hoàng không đủ để đánh nữ hoàng rồi. Ôi nữ hoàng đâu rồi? Ôi trời, nữ hoàng lọt xuống dưới này rồi. Oh my god. Dưới này tôi thua xong mình chơi. Chờ ánh sáng không chơi xuống đây chơi trời. Này thì... À... Mình chỉ cần tấn công trúng nữ hoàng là được. Tại vì nữ hoàng khá là khó chịu ở cái phần băng bảo vệ á. Mình tìm góc rồi đó. Ui trời, nữ hoàng trồi lên là... À, nấp hả? Đâu rồi? Đây. Núp nè, đó. Mình bắn trúng một lần là rất là hốm luôn. Đấy. Bởi vì mình nói cái phép thuật băng của mình là cái phép gánh tem cực mạnh mà. Chỉ cần trúng thôi là xác định. Mất rất là nhiều máu luôn. Bây giờ mình còn cái phép Black Hole nữa. Đây là phép đỉnh nhất của mình. Tiêu diệt nữ hoàng nào. Yay. Nữ hoàng nè. Nữ hoàng thì cũng sẽ bị đánh gục thôi. Và coi đồ nữ hoàng rơi xuống ở đâu ta? Giỡn mặt á. Ủa đồ của nữ hoàng đâu? Đáng lý ra nữ hoàng phải rơi ra cái trophy cho mình chứ. Rồi luôn, nhiều khả năng là cái hố đen nó hút luôn đồ của nữ hoàng rơi ra rồi. Phải không vậy? Mình sẽ test thử thôi. Nó đâu có hút đồ đâu. Cái tươi nhờ. Ê. Trong lúc mình đi khám phá để giải tỏa nỗi buồn khi mà đánh nữ hoàng không rơi ra trophy, mình phát hiện bên đây có một cái tổ rồng gì nè. Nightlight. Đây là rồng Nightlight. Wow, lồi rồng mới toanh luôn. Lần đầu mình gặp. Đẹp vậy. Đây là trứng rồng Nightlight nè. Sẽ tranh thủ mình lấy trước rồi đó. Chắc không phát hiện ra mình đâu. Dễ gì phát hiện được. Để mình kiếm một góc nào đó mình ngắm rồng Nightlight. Để cho mình và các bạn cũng có thể nhìn thấy ha. Đó chính là rồng Nightlight đấy. Wow. Đúng như cái tên luôn. Rồng này kiểu như có cái nét gì đó hơi u ám. Kiểu như giống như ban đêm ấy. Kiểu vậy ha. Móng vuốt màu xanh. Đẹp, nói chung là rồng này đẹp. Nhưng mà mình không biết là rồng này có thân thiện hay không. Tốt nhất là chúng ta nên chuồn trước khi quá trễ.
chuồn thôi, chuồn thôi, chuồn thôi. Chạy lẹ con kịp, chạy lẹ con kịp. Nhân phẩm cao, nhân phẩm cao. Ôi, ôi mình kêu rồng mình quá mới được. Bay qua đây em. Chết 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 chết. Mình đi mình phải, cũng phải kêu rồng không thôi hồi nó bắt cóc rồng mình nữa thì mệt. Lượm được cái trứng vào mắt em rồng là cũng như không á. Rồi, ghé vô đây coi coi có mua được cái gì xịn sò không. Oh, hello. Bán cái gì nào? Nâng cấp. Triệu hồi zombie rồi thôi. Không cần lắm. Không chỉ gặp thêm trứng rồng mới mà mình còn gặp thêm cái, cái này là hang của rồng. Của gì con? Con Hydra. Oh, man. Bữa nay thì mình sẽ đãi các bạn món thịt, thịt Hydra nướng á. Mình sẽ kêu Phượng Hoàng ra trước. Phượng Hoàng lửa nè. Bơm mù nó trước đã. Làm mù lò trước đi. Sau đó thì mình sẽ cho nó biết mùi như thế nào là hố đen của mình. Ui, nó tấn công mình. Đó. Ui, có chừng rồng ơi. Ôi, con này nó né được hố đen mình rồi. Hình như nó miễn nhiễm sát thương của hố đen hay sao ấy. Hố đen hút nó vô mà nó không sao hết cơ. Một phép mạnh của mình đã bị phế rồi. Hai phép bị phế luôn. Ủa, hình như mình xài hộp chứ không phải là phế. Sao khó xài trúng nó vậy ta? Ôi, con Hydra này cực kỳ khó chịu nha. Nó kháng được phép rất là mạnh. Đây rồi, nghỉ kháng phép nha con. Này thì Hydra nè, mọc thêm đầu thì cũng sẽ rụng thôi. Sau đó thì mình sẽ combo nó bằng mảnh băng, thiên thạch các thứ vô. Đó, ăn full combo mà nó không không ngẫm nữa thì chịu luôn á. Con Hydra này được cái là nó hồi phục rất là dữ ha. Nhưng mà cũng sẽ chịu thua trước hố đen thôi. Ta sẽ cho người nếm mùi sức mạnh của ta. Toàn là combo mạnh nhất của mình không đấy. Mà không ăn thua cơ. Điêu thật. Ngẫm đi. Nó hồi máu gì mà dữ dằn vậy. Nó hồi máu kinh khủng luôn. Không ăn thua rồi. Người ép ta thôi còn hai ra kia. Mình khô máu với nó. Lấy kiếm ra mình bằng thịt nó luôn. Tại người ép ta nha. Tại người ép ta đó. Khô máu với người luôn. Trời ơi, bây giờ nó từ ba cái đầu mà nó mọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái đầu rồi, 8 cái đầu luôn rồi. Oh my god. Khó chịu vậy. Ta sẽ không cho ngươi mọc đầu nữa. Đổi giáp luôn. Đổi giáp đầu. Ngươi phải trả giá. Cày thế quýnh mà nó hồi phục hoài. Chơi một phục. Hồi phục đi. Khốn kiếp. Chơi một hồi phục nè. Dám hồi phục hả? Đừng có hồi phục nữa. Cho ngươi nghỉ hồi phục luôn. Chẳng lẽ ngươi hồi phục được hoài sao? Vô. Chạy đi đâu? Trời, nó hồi phục kìa. Nó hồi phục máu một lần. Một giây nó hồi có 10 máu á. Ta sẽ không cho ngươi hồi phục. Ép góc nó thôi. Chặt đuôi nó. Chặt đuôi. Hồi phục nè. Trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Mình càng quýnh nó càng mọc thêm đầu kìa. Nó hết đánh mình. Nó chả thêm đánh mình mà nó chỉ hồi phục thôi. Bực quá à. Trời đất ơi. Gần được rồi. Còn hay ra cũng kịp. Ngươi phải trả giá. Này thì hồi phục nè. Bữa nay mình phải lôi cái vũ khí tối bí mật của mình ra nè. Đó là kiếm rồng ra để xử cái con Hydra này. Không có cái kiếm không biết mình dùng phép tới khi nào mới chết nó. Kiểu nó hồi phục quá là ghê luôn. Vậy là phép, một số phép thuật ấy sẽ không có tác dụng với những cái con quái chẳng hạn như là con Hydra trong ngày hôm nay á. Đó, nhược điểm lòi ra rồi đó. Vậy là mai mốt mình phải tìm ra những cái phép mà búp cho cái khả năng cận chiến của mình mới được. Để có gì, ví dụ mà mình không xài phép thuật được thì mình búp phép cho mình để mình mạnh lên, mình quýnh cận chiến cũng ok ha.
Như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì chúng ta cũng có những cái chiến lợi phẩm khá là hay ha. Đầu tiên là mình lại có thêm trứng rồng mới rồi. Nhân phẩm cao thiệt sự. Đây là trứng rồng Nightline á, một trứng rồng mới toanh mà mình vừa nhặt được. Cũng như là trứng rồng Storm Falcon. Trong tương lai thì mình sẽ gán ấp hai trứng này và farm thêm thức ăn để mình có thể nuôi lớn luôn. Đồng thời thì chúng ta còn có thêm sách phép nữa. Bữa nay thì chỉ có được thêm 3 quyển sách phép á. 1, 2, 3, 3 quyển. À, mình cũng sẽ gán kiểu như là chế tạo thêm thôi, chứ 3 quyển thì học một buổi nó không đủ, nó bị ít phép quá. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá mới cùng với một cái bộ đồng phục mới cực kỳ đã. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.